mai mốt lấy vợ là tiền ai giữ? Dạ em chuyển vô thẻ hết rồi. Thẻ của ai? Thẻ của em. Bây giờ tiếp tục câu chuyện. Hả, màn xuống. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra phía trước. Chào em tên là gì? Dạ em tên là Thanh Như. Thanh Như, Như dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi nè? Dạ em năm nay 24 tuổi. Mình đang làm công việc gì á Như? Dạ hiện tại em đang là nhân viên văn phòng. Rồi coi chàng trai ta làm việc gì đây, xin mời. Chào bạn. Dạ chào khán giả chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào chị Cát Tường và đặc biệt chào bạn ở bên kia bức rèm ạ. Rồi chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên Tinh Bình ạ. Tinh Bình? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 31 tuổi. Làm nghề gì? Dạ em làm ở khoa dược bệnh viện Đa khoa Bưu Điện. Khoa dược hả? Dạ. Lúc nãy em chưa nói hết là mình đang làm ở công ty nào? Em đang làm ở trường mầm non. Mà từ xưa giờ có bao nhiêu bạn trai rồi? Dạ chỉ có một hả? Chia tay cách đây bao lâu? Hơi bị lâu rồi, 3 năm. 3 năm? Dạ. 3 năm nay sinh vậy mà cũng không có ai đeo đuổi hả? Chắc tại em duyên em nó tiềm ẩn quá cho nên em tìm hoài chưa ra. Bạn trai bên đây có mấy mối tình? Có 2 mối tình rồi ạ. Mà lúc yêu nhau đó thì bạn gái hay càm ràm về bạn cái điều gì mà bạn gái không thích? Do là hiện tại em ở với má em, chỉ có một mình với má em thôi. À. Thì đi chơi thì sẽ không được, không về trễ được. Má bạn không cho bạn về trễ? Không, mấy loại có nghĩa là chỉ về sớm, có nghĩa là khoảng 10 giờ trở lại thôi. Tại sao vậy? Sao kỳ vậy? Tại vì chắc em nghĩ chắc má em sợ ma. Má sợ ma phải về giữ ma cho má em. Nhưng mà ở nhà là có hai mẹ con thôi hả? Dạ, tại vì chị em có gia đình rồi chị. Ủa vậy bây giờ nếu như mà bạn lấy vợ thì mình sẽ về sống chung với mẹ bạn luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Ồ khoan, xin để chị hỏi bên này cái, em ơi, em có chịu làm dâu không? Dạ không. Chết rồi, dạ không. Không chịu làm dâu? Không. Rồi sao? Em có chịu lấy không? Em chắc là sẽ thuyết phục. Thuyết phục ai? Thuyết phục bạn này chứ. Và bạn có thể thuyết phục má em. Tại sao em lại không chịu làm dâu? Em có một cái cá tính nó hơi mạnh. Em thích là cuộc sống độc lập của hai người. Em không thích là phụ thuộc hoặc là bị tác động bởi hai bên. Nhưng mà rủi bây giờ bạn bên đây là được hết yêu rồi, bây giờ mà bây giờ không chịu làm dâu thì bạn nó cũng không chịu ra ngoài ở riêng luôn rồi làm sao? Vậy thôi chia tay hả? Lúc đó thì sẽ coi cách bạn đó thuyết phục em như thế nào, cư xử cách nói chuyện bạn đó như thế nào. Nếu mà đủ lớn, đủ thuyết phục em thì sao cũng được. À, ban đầu thì mình sẽ chọn lựa là mình không làm dâu. Dạ. Nhưng nếu tình yêu mình nó lớn mạnh thì mình cũng có thể, đúng không? Bây giờ bạn thích cái người bạn trai của mình, người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Em thích người đó là phải cao hơn em. Rồi thấy bạn cao lắm mà, bạn cao bao nhiêu? Dạ có 1m6 ạ. Ủa bây giờ phải trên 1m6. Dạ. Rồi bây giờ bao ăn luôn 1m61. Rồi gì? Còn gì nữa? Còn gì nữa? Là người có chính kiến, độc lập trong mọi suy nghĩ, không dễ bị sao lãng hoặc là dễ bị tác động bởi bên ngoài. Một người là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát. Bạn có cái mẫu người lý tưởng nào không? Thì ngoại hình dễ nhìn, ưa nhìn và cỡ Tuấn Hưng rồi Trương Quốc Vinh là được. Trời ơi, bớt xuống một chút đi cô. Sao? Cỡ Tuấn Hưng với Trương Quốc Vinh được rồi. Em chỉ nói là cái cấp yêu cầu của bạn như thế nào thôi. Dạ em thích con gái tóc dài. Tóc dài, mắt to. Em thích có lúc đồng tiền, vì có lúc đồng tiền thì cười nó sẽ dễ thương hơn. Thích người yêu của mình giống ai không? Có nét giống như Viên Thùy Trang. Bây giờ em không thích cái gì ở người bạn trai của mình? Đừng quá cố chấp, gia trưởng, nóng tính. Bên đây có không? Dạ không à. Không có rồi. Cố bên đây chấp, hiền lắm. Gia trưởng, nóng tính. Ừ. Dạ chào chị. Đây hiền khô à. Anh có gia trưởng không? Dạ không à. Có chút chút thôi. Mà nói chung là nếu mà có cãi lộn với bạn gái thì... Nhưng mà chịu không nổi thì em bỏ đi, em không có cãi lại. Mà hiện tại bây giờ bạn đi làm về nhà đó rồi tiền lương được có gửi cho mẹ giữ không? Cũng một khoản rồi chị. Rồi mai mốt lấy vợ là tiền ai giữ? Dạ em chuyển vô thẻ hết rồi. Thẻ của ai? Thẻ của em. Có nghĩa là tiền em giữ. Thường dạ. Ta lấy vợ là tiền phải do vợ giữ chứ. Nếu mà vợ muốn thì em có thể đưa thẻ cho vợ giữ, nhưng mà tài khoản em giữ. Cái mẫu cái mã bắt buộc em giữ. Ta giữ mà bắt buộc bạn giữ thì ta giữ nó làm gì? Giữ cái thẻ không thì làm gì? Thì chừng nào cần thì em sẽ cho. Sao anh lên anh cười không? Anh không nói tiếng nào anh lên anh cười không vậy? Anh đồng ý tán thành nên anh không đồng ý mà anh cười không vậy? Anh là vợ anh giữ luôn thẻ với tài khoản luôn. Anh không biết tài khoản luôn. Đó, đàn ông người ta phải như anh Quyền Linh như vậy đó. Giống anh đi, giống anh đi. Giống anh. Không mà thường nó nói là vợ mình sợ vợ mà sống lâu mà để vợ trên đầu được, trường sẽ bắt lão. Đúng rồi. Vậy giờ cho vợ biết password không? Dạ biết.
hứa nha. Dạ. Đưa vợ giữ rồi, tiền được mà rồi, giữ rồi luôn nha. Giống tôi rồi ha. Đó, chị thấy nó vợ mình sợ. Cảm ơn chị á. Có gì là chia cho chị đó nha. Hello. Dạ chào anh. Chị thương nè, anh đang hiền lắm. Hiền thiệt không anh? Hiền thiệt, cái làm dâu thôi, kệ về phục vụ chút xíu mà. Em không sợ cái chuyện làm dâu, em chỉ cần cái người đó hiểu cho cái người vợ ở nhà làm dâu là được. Hiểu, anh chắc chắn anh này hiểu, anh hiền lắm, dễ thương nữa ha. Anh chỉ nghe lời mẹ chút xíu thôi, còn mẹ anh nghe lời chứ sao đâu, thì mẹ anh như mẹ em mà đúng không ha. Anh cho giữ tiền rồi đó, anh nói nè. Rồi ngon lành rồi đó, kéo màn lên đi. Rồi kéo màn. 2 phút bắt đầu. Dạ. Trời, tưởng tặng quà. Tóc em không có dài. Thường thường cuối tuần em có đi đâu chơi không? Dạ có. Rồi em có thích uống cà phê bệt không? Dạ có. Cuối tuần này hầu như là buổi sáng em ở ngoài đó. À. Bây giờ tao không có tóc dài kìa. Nãy không mà tóc dài thì bây giờ nó có đi nối tóc cũng được chị. Nối tóc giờ mắc lắm á. Không mà để dài cũng được, khoảng chừng vài tháng là cũng được em. Nghe mắc cái tự nhiên chuyển tông liền. Không, có nghĩa là trước đó có thể nối tóc được chị, sau đó để ra dài được. Tiết mà tiết kiệm cho gia đình chứ. Cho tiền đi nối tóc không? Dạ cho chị, nãy em đưa thẻ rồi mà. Trời ơi. Anh có đi thầy bói thì thầy bói nói là trước anh làm thầy tu, thành ra giờ mất duyên hết rồi. Hôm nay mới được có duyên. Anh có mê tín hả? Không, chỉ coi cho vui thôi, coi chung với mấy chị làm chung. Vậy là không có mê tín? Không. Em mê tín lắm luôn á. Vậy hả? Mê là mê sao em? Dạ giống như là tuổi tác này kia, hoặc là nói chung là mọi thứ thì cũng hơi chút chút vậy thôi á. Nói chung là cũng có. Em mà năm này sinh năm bao nhiêu vậy? Dạ 91. 91 với là à anh sinh 83 hợp lắm á. Không đâu, không tin mà giờ không hỏi người ta cũng nó hợp. Không có tin tuổi là hợp mà chị. Đó không? Tuổi đẹp hả chị? Hợp ha. Rồi hết giờ. Chuẩn bị 1 2 3 hết thời gian. Ủa bạn có thấy hợp không mà bạn nhấn chuông lẹ vậy? Hợp tuổi không? Cái đó em chưa biết, gì nhà em đi coi thầy mới biết. Trời đất ơi, anh mới nói anh sinh năm nhiêu nhớ không? 83. Em là con dê đúng không? Anh con heo rất là hợp. Vậy là dê heo. Dê ai dê? Heo dê. Dê. Heo dê mà dê heo. Dê phải không? Ai dê, ai dê, ai heo? Dạ em heo. Vậy dê, dê nắm tay người ta đi. Thôi cái đó để kính chị ơi. Mình dê mà, mình nay cũng gần Tết rồi, hai người có thể hẹn hò đi chơi Tết được ha. Rồi. Chúc hai bạn thành công trong cuộc sống, cũng như là biết đâu ngày nào đó tôi sẽ nhận được cái đầu heo nhân cái dịp đầu năm sau đi ha. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều.